Và chào bác nhá, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em có tiếp tục về một mẫu mic không dây gia đình giá cực mềm cho bác anh em luôn và rất quen thuộc, JBL KMC10. Đây là bản 2024, bản mới nhất hiện tại. Anh em có thể nhìn thấy luôn là với phần cách điệu phía trước này luôn, anh em có thể nhìn thấy rõ ràng luôn. Với dòng cũ thì nó có hai cái vạt màu cam cam ở phía bên dưới này đúng không? Và với phiên bản mới này thì anh em có thể nhìn thấy là đầu tiên là với cái màn hình LCD sắc nét hơn rất nhiều. Và cái thứ hai nữa là về cái phần tay mic các bạn. Cái tay mic anh em có thể nhìn đây, tay mic thân kim loại sơn bóng rất đẹp luôn. Tay thử tiếng cho bác anh em nghe thử nha. 1 2 2 và 4 5 6 7. Rất êm ái, rất nhẹ nhàng và giá thì rất là mềm được các bác. Đầy đủ những cái tính năng như dò sóng sạch hay là thay đổi tần số thủ công, rồi các bác anh em có thể chỉnh rất là chi tiết ở với những cái phần như là dò sóng tự động này. Em chỉ luôn cho anh em luôn về cái vấn đề mà dò sóng tự động luôn, hoặc là dò sóng sạch thì anh em có thể bấm này, anh em nhìn nữa, ở đây nó có nút STE đây. STE thì anh em có thể bấm và giữ, bấm giữ thì anh em bấm giữ khoảng tầm 3 giây bắt đầu nó sẽ tự động tìm đến cái tần số mà ít thiết bị sử dụng nhất. Đấy, sau bao giờ nó chuyển sang chữ IR này. Đấy, IR thì anh em quay cái tay mic này vào cái mắt thần đây. Thì cái thao tác đó thì anh em nên làm nhanh một chút, hoặc là anh em cứ để cho nó chạy thoải mái đi, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ bấm lại này, bấm nút STE này. Đấy, sau quay màn hình tay mic rồi đây. Đấy, nó tự động đồng bộ được với tay mic rồi. Nó khi nó đồng bộ được thì cái mà ở đây các bác anh em phải nhìn thấy luôn, nó sẽ có hiển thị cột sóng và nó alo lên, nó sẽ nhấp nháy này. Đấy, rất đơn giản thế thôi, cực kỳ đơn giản cho anh em. Và sóng em này thì hiện tại bây giờ bật sóng khá là xa đấy các bác, khoảng tầm 50-60 mét, thoải mái cho bác anh em làm luôn. Các bác anh em thể nắp vào những dàn loa kẹo kéo, hoặc anh em sử dụng gia đình nắp cùng với những em âm ni vang hay loa kẹo kéo đều có thể sử dụng được hết. Và giá chỉ nhỉnh hơn 1 triệu một tí tí thôi, bao ship về tận nhà, đặt hàng khuôn cọc hết, các bác nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán. Và hàng mới vừa mới về luôn, hàng mới 100% cho anh em. Ở phía trước này nó có thêm cái lớp siêu bảo vệ, cái gọi là cái lớp chống xước thì đúng không? Đấy. Thì anh em có thể về anh em nộp ra nhá, không anh em nhìn để bảo là đây con này gửi hàng cũ cho bác, ví dụ đây nó xước xước một chút này. Cái này là cái lớp ni lông chống xước đúng không? Đấy, anh em có thể nhìn thấy và anh em có thể nộp ra nhá. Và anh em có nhu cầu thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ngay phía bên dưới và đừng quên ủng hộ Trường Đồng Đa và đăng ký kênh.